Câu số 2 có bao nhiêu hình? Bắt đầu. Thầy là con đánh số, số là 1, 2, 3, 4 và 1, 2, 3. Con lấy 3 nhân 2, 3 nhân 2 chia cho 2 là được cho 3, 4 nhân 3 chia cho 2 được cho 6, 6 nhân 3 bằng cho 18 ạ. Ok, thầy hiểu ý. Các em nghe có rõ không? Bạn sử dụng phương pháp 2. 1, 2, 3. Lấy 2 nhân 3 bằng 6. Sau đó chia cho 2 bằng 3. 1, đây là 2. Đây 3. Đây là 4. Bạn ấy lấy hai số này nhân lại với nhau tức là 3 nhân với 4. Xong bạn đã chia cho 2. 4 12 chia 2 bằng 6. Bạn ấy lấy cái gì? Bạn ấy lấy cái 6 này nhân với 3 này bằng 18. Bạn ấy lấy 6 nhân 3 bằng 18 hình. Ok, tuyệt vời. Bao nhiêu bạn đã thấy mình vững vàng rồi? Comment xuống cho thầy. Số 2. Đã thấy vững vàng rồi. Vững dạng này rồi. Comment xuống cho thầy. Số 2. Tuyệt vời chưa? Hay không? Học tập nó phải có bí mật.